một chiếc bướm bút lộc lấp lổi. Dòng men có ánh thiên thanh sinh ra trời. Kích thước bình cao 18 cm, sẽ phù hợp với không gian phòng khách nhỏ, để trên các kệ giá và trong trên bàn làm việc, có thể để trên bàn làm việc. Là một sản phẩm mới ra của xưởng gốm nghệ nhân. Những sản phẩm lắp nổi như thế này, khi chúng ta nhắm mắt vào có thể cảm nhận được hình dáng của lá, hình dáng của cánh hoa. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.